Bạn đang nghe từ Phonos Luận về biếu tặng Hình thức và lý do của sự trao đổi Trong các xã hội cổ sơ Tác giả Marcel Mauss Với dẫn nhập vào sự nghiệp nghiên cứu Của Marcel Mauss Của Claude levi strauss Hướng đến một dân tộc chí Về các cung ứng không thông qua thị trường Của Florence Weber Người dịch Nguyễn Tùng Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản tri thức. Lời người dịch Nguyễn Tùng Marcel Maud là nhà nhân học lớn của Pháp và Isès Son Le Tron. Luận về biếu tặng thường được nhiều người xem là kiệt tác của ông. Theo Claude lévi strauss nhà nhân học lừng danh thế giới, ảnh hưởng của Mauss không phải chỉ giới hạn nơi hầu hết các nhà dân tộc chí, mà còn tác động đến các nhà ngữ học, tâm lý học, sử học về tôn giáo và các nhà đông phương học của Pháp. Lévi-Strauss cũng nhận ra vài âm vang như thế nơi nhiều nhà nhân học Anh Mỹ lớn như Radcliffe Brown, Malinowski, Evans Richard, Foote, Herkowitz, Lloyd Warner, Redfield, Glockhorn, Elkin, Held, vân vân. Tại Pháp, một số nhà nhân học, xã hội học và kinh tế học thuộc cánh tả mới ở Pháp ngưỡng mộ Marcel Mauss đến mức vào đầu những năm 1980 đã thành lập một tổ chức lấy tên là Phong trào Thuyết Chống Vị Lợi trong các khoa học xã hội, viết tắt thành MAUS, trùng với tên của Marcel MAUS, và xuất bản một tạp chí cùng tên La Review du MAUS. Luận về biếu tặng xuất bản năm 1925 có lẽ là công trình nổi tiếng và khó hiểu vào bậc nhất của ngành nhân học xã hội. Nó hấp dẫn độc giả đến mức ngay cả Levi Strauss cũng đã phải thú nhận Ít người có thể đọc luận về biếu tặng mà không cảm thấy cả một loạt các cảm xúc mà Marley Brunch đã miêu tả khi nhắc đến lần đầu tiên ông đọc The Cast. Tim đập mạnh, đầu nóng lên và tinh thần bị xâm chiếm bởi một xác tính còn chưa rõ lắm, nhưng mãnh liệt là mình đang chứng kiến một sự cố quyết định của tiến triển khoa học. Trong cuốn sách này, ngoài luận về biếu tặng, còn có ở phần phụ lục bản dịch hai bài rất dài của Claude Levi năm 1950 và của Florence Weber năm 2007. Dẫn vào sự nghiệp nghiên cứu của Marcel Mauss là một bài rất quan trọng và rất nổi tiếng. Không những nó giới thiệu được các cống hiến lý thuyết quyết định của Mauss đối với nhân học, mà còn là một tuyên ngôn của chủ nghĩa cấu trúc mà Claude lévi đang xây dựng vào thời đó. Phải nói là khi đọc hay nghe lévi một người thường thường bậc trung như tôi cũng cảm thấy mình thông minh hẳn ra. Viết sau bài trên đến gần 60 năm, bài hướng đến một dân tộc chí về các cung ứng không thông qua thị trường của Florence Weber. Trái lại, tập trung vào việc giới thiệu luận về biếu tặng. Đặc biệt, bà bác bỏ nhận định nổi tiếng của Levi cho rằng Mose đã sai lầm khi dùng khái niệm how, tức là sức mạnh của đồ vật theo người Maori, để lý giải sự bắt buộc phải đáp tặng. Bà cũng giới thiệu ảnh hưởng của luận về biếu tặng trên các nghiên cứu dân tộc chí về biếu tặng, trao đổi, chuyển giao và giao dịch từ hơn nửa thế kỷ nay. Chính vì đã có hai bài rất dài của Levi Stokes và Weber, tôi sẽ chỉ giới thiệu sơ qua tiểu sử của Marcel Mauss và trình bày các khó khăn mà tôi đã gặp trong khi dịch luận về biếu tặng. tiểu sử Marcel Mauss sinh năm 1872 ở Epinal trong một gia đình giáo trưởng đạo do Thái. Marcel Mauss học triết học ở đại học Bordeaux dưới sự theo dõi của cậu ruột là Émile Durkheim sinh năm 1858 mất năm 1917 được bổ làm giáo sư khoa sư phạm và khoa học xã hội ở trường đại học này từ năm 1887, nên ông chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhà xã hội học danh tiếng này. Marcel Mauss từng thú nhận, tôi đã sống cả phần đầu của đời tôi bên cạnh ba vĩ nhân, Durkheim, Jures và Sullivan Levy. Nói thêm, John Jures, sinh năm 1858, mất năm 1914, là chính khách Pháp Nhà lãnh đạo nổi tiếng của đảng xã hội SFIO bị ám sát năm 1914 Và Sylvain Lévy, sinh năm 1863, mất năm 1835 Là giáo sư về ngôn ngữ và văn học tiếng Phạn Ở trường cao học thực hành và ở College de France Quay lại nội dung chính Đậu thạc sĩ triết học năm 1893 Ông không nhận dạy ở Bordeaux mà lên Paris tìm hiểu môn nhân học thông qua các tác phẩm của Fraser, nghiên cứu về ma thuật và tôn giáo. Cuốn Golden Boff, nhánh cây vàng của ông, rất nổi tiếng. Ở Việt Nam đã có bản dịch mang tên Cành Vàng. Và Taylor, hai cuốn sách nổi tiếng nhất của ông là Primitive Culture, tức văn hóa nguyên thủy, và Anthropology, tức nhân học. Dưới sự hướng dẫn chủ yếu của Sylvain Levy, Ông học tiếng Phạn, ngữ học so sánh các ngôn ngữ Ấn-Âu và lịch sử tôn giáo, nhằm thực hiện luận án tiến sĩ về cầu nguyện mà ông sẽ không bao giờ hoàn thành. Năm 1901, ông được bổ nhiệm làm giáo sư về lịch sử tôn giáo của các dân tộc không văn minh ở trường cao học thực hành. Trong bài giảng đầu tiên, ông đã bắt bỏ cụm từ không văn minh này. Nhờ biết nhiều ngoại ngữ và cổ ngữ, Mose đã giới thiệu trong các bài giảng cũng như những bài điểm sách của ông đăng trong năm xã hội học do Durkheim sáng lập năm 1898. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, đặc biệt ở Anh và Mỹ, và nhờ thế đã có phần không nhỏ vào việc xác định vị trí của trường phái nhân học pháp trong bối cảnh quốc tế. Sau khi Durkheim qua đời năm 1917, ông nỗ lực làm sống lại tạp chí Năm xã hội học với sự giúp đỡ của Bourdieu Davy Fonconet và Honwachs. Năm 1931, ông được bầu làm giáo sư xã hội học ở College de France, học viện Pháp, trường đại học có uy tín và độc đáo nhất của Pháp. Trường này không cấp văn bằng nào cả. Hai tiêu chuẩn chính để được dạy ở đây là phải có các đóng góp quan trọng trong ngành của mình và phải được tập thể giáo sư của trường bầu vào. Song song với việc nghiên cứu và giảng dạy, Mauz còn là một nhà hoạt động chính trị rất tích cực. Năm 1905, gia nhập Đảng Xã hội Pháp SFIO mà ông không bao giờ rời bỏ. Ông đã đấu tranh trong nhóm sinh viên ủng hộ Dreyfus, giao du với Tourist, tham gia thành lập báo Nhân đạo và đảm nhận chức thư ký ban biên tập. Sau hội nghị ở Tours năm 1920, ông tiếp tục tham gia đảng xã hội SFIO. Ông viết nhiều bài về thời sự chính trị trong báo Bình Dân của đảng SFIO. Về hưu năm 1940, ông đã chịu nhiều thử thách trong Thế chiến thứ hai. Ông qua đời năm 1950. Nói thêm, vụ Dreyfus là một tranh chấp chính trị và xã hội lớn của đệ tam Cộng hòa Pháp kéo dài hơn 10 năm, từ năm 1895 đến năm 1906. Xung quanh đại úy Alfred Dreyfus gốc do thái bị buộc tội phản quốc làm gián điệp cho đức rốt cuộc dreyfus được trắng án và được phục hồi danh dự quay lại nội dung chính từ năm 1925, trong khuôn khổ của viện dân tộc học thuộc đại học paris mà ông đã cùng levi brut và rivet thành lập và tổ chức Mauss đã góp phần quan trọng trong việc biến nhân học thành một môn độc lập từ năm 1926 đến năm 1940, ông đã đào tạo ở đây thế hệ đầu tiên các nhà dân tộc học Pháp nghiên cứu trên thực địa như George Devereux, Germain Dittelen, Marcel Grield, André Charles Hauricourt, Michel Leris, Alfred Metals, Denis Palm, André Schaffner, Jess Stustele, v.v. Đóng góp khoa học quan trọng của Mauss là đã làm nhẹ bớt tinh thần hệ thống, quan điểm phát sinh, khuynh hướng thần bí của Durkheim và một số môn đệ của ông. Khác với Durkheim, ông không xem cái phức hợp như là phái sinh từ cái đơn giản, được coi như là nguồn gốc theo quan điểm tiến hóa luận. Trái lại, ông xét các sự kiện trong mối quan hệ của chúng với toàn bộ tổ chức xã hội mà chúng thuộc vào. Theo ông, các hiện tượng xã hội cũng là các hiện tượng tinh thần lối tiếp cận mới này đã cho phép ông tạo ra được khái niệm sự kiện xã hội toàn bộ mà ông đã chủ yếu trình bày trong luận về biếu tặng không tập trung vào các định chế như luật pháp nghi lễ hôn nhân huyền thoại thật ra chỉ là kết quả của sự chia cắt thực tại xã hội mà trái lại tập trung vào tổng thể cụ thể mà chúng là thành phần chính trong sự tương quan với tổng thể cụ thể đó mà chúng có ý nghĩa nhờ tạo nên hệ thống nhà dân tộc học có nhiệm vụ tái lập tổng thể xã hội và tìm ra các thời điểm thuận lợi nhất như Potlatch của người mỹ ấn ở vùng duyên hải tây bắc châu mỹ mà ebbos nghiên cứu hay kula ở malaysia mà malinowski phân tích trong đó một xã hội hiện ra rõ nhất nhờ sự hoạt động của toàn bộ các định chế và các biểu trưng của nó theo cách nhìn của Mose, các xã hội nguyên thủy không phải là đơn giản như Durkheim quan niệm, mà có sự phức tạp khác với sự phức tạp của xã hội phương Tây đương đại. Chính vì quan niệm như thế, nên Mose chống lại việc levi Proust đối lập trực để trí trạng nguyên thủy với trí trạng hiện đại. Cũng do quan niệm đó, nên Mose đã luôn đặc biệt quan tâm đến các phạm trù miêu tả, đặc biệt trong cuốn Giáo trình dân tộc chí và cho rằng chuyên khảo là hình thức trình bày và phân tích thích hợp nhất cho việc giới thiệu các thực tại xã hội phức tạp. Các công trình nghiên cứu của Mauss đã có ảnh hưởng không những đối với các nhà nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội mà cả đối với nhà văn và các nhà triết học như Roger Calloway, George Patil, Raymond Canu, vân vân. Trong tất cả các tác phẩm của ông, luận về biểu tặng là công trình được trích dẫn nhiều nhất cả ở ngoài Pháp, đặc biệt ở Anh và Mỹ. Tiểu luận này cũng đã để lại dấu ấn sâu sắc nơi nhiều nhà nhân học lớn như Graf Cliff Brown, Malinowski, Evans Richard, Foot, Herkowitz, Redfield, vân vân. Nói chung, ảnh hưởng của ông rất rõ nét trong các công trình nghiên cứu ở Đại học Oxford dưới sự hướng dẫn của Evans Richard và Needham được xem như là một trong những lý thuyết gia chính của nền nhân học Pháp. Mauss chưa từng viết một cuốn sách nào để trình bày một cách hệ thống những tư tưởng chủ đạo của ông. Và dù được xem là vị giáo sư đã thúc đẩy các môn đệ của mình tiến hành các điều tra điền giả, bản thân Mauss chưa từng nghiên cứu trên thực địa. Rất đa dạng, các bài báo của ông thường có tựa đề bắt đầu bằng các từ khiêm tốn như sơ thảo, tiểu luận, trích đoạn, dẫn nhập và thường được viết chung với người khác như Durkheim, Falkonet, Milchard và nhất là Hubert. Điều đó không những chứng tỏ ông ý thức sâu sắc tính chất tạm thời và có thể bác bỏ được của các công trình khoa học, mà còn cho thấy ông coi trọng sự hợp tác với bạn đồng sự và lối làm việc tập thể. Do các phát hiện lý thuyết không được trình bày một cách hệ thống, chúng thường bị giải thích theo nhiều cách mà đôi khi trái ngược nhau. Chẳng hạn, đối với George Gurevich, sự kiện xã hội toàn bộ, bao gồm cả trạng huống lẫn cấu trúc, trong khi Claude levi strauss lại phát hiện nó trong cấu trúc và trong tính chất tương quan của tư tưởng biểu tượng. Nhiều chủ đề mà ông đề cập như biểu tặng, ma thuật, kỹ thuật thân xác, hiến sinh, cầu nguyện, vân vân đã hoặc có thể mở ra những hướng nghiên cứu đầy hứa hẹn. Về bản dịch Luận về biếu tặng Tôi đã đọc luận về biếu tặng cách đây gần 50 năm trong khi học xã hội học và dân tộc học ở Đại học Le Sorbonne, Paris. Chỉ đọc lướt qua thôi để ghi các ý và các câu mà tôi hiểu được và thấy hay. Nhưng những trang ông viết về Kula, Potlatch đã lưu lại trong trí tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Chính vì thế, Tác phẩm đầu tiên mà tôi hứa dịch cho nhà xuất bản tri thức là luận về biếu tặng. Nhưng khi bắt tay vào việc, tôi mới thấy là dịch nó rất khó nếu muốn làm nghiêm túc vì các lý do sau đây. Tuy chỉ dài 134 trang khổ lớn thôi, luận về biếu tặng rất khó đọc, trước hết vì có quá nhiều chú thích. Có lẽ phải chiếm đến một phần ba số từ của cuốn sách. Vì ý thức được điều đó nên Mose đã cẩn thận ghi rõ trong chú thích hay ở trang 149, ấn bản năm 1950 là các chú thích và tất cả những gì không in bằng chữ to chỉ cần thiết cho các chuyên gia. Phần lớn các tư liệu mà ông tham khảo thường viết bằng tiếng Anh, tiếng Đức, thậm chí đôi khi bằng tiếng Hà Lan, tiếng Latin và tiếng Phạn, khiến tôi đã mất khá nhiều thời giờ để dịch ra các tựa đề của chúng sang tiếng Việt. Vì nghĩ rằng phần lớn độc giả không biết các ngôn ngữ này. Chẳng những thế, Ông thường ghi thiếu tên tác giả, tên nhà xuất bản, năm và nơi xuất bản. Cho đến nay, các bản in lại của luận về biếu tặng cũng như hai bản dịch tiếng Anh đều giữ nguyên các sai sót đó. Chỉ có nhà xuất bản W.W. Norton Co., bản dịch của W.D. Holmes, nói rõ là họ đã không tìm ra 170 trích dẫn bằng tiếng Anh mà Mouse trích dẫn. Tôi đã dành khá nhiều công sức để tìm lại được hầu hết các thông tin đó trên Internet. Xem thư mục 3 ở cuối sách. Ở chương 3 về các luật cổ của, của Roma, Ấn Độ và Germany, chủ yếu là tiền thân của nước Đức ngày nay, ông dùng nhiều từ Latin mà không dịch sang tiếng Pháp. Như ta biết, một từ thường có nhiều nghĩa. Do thiếu ngữ cảnh, lắm khi tôi đã không thể ghi nghĩa chính xác của chúng và không thể dịch một số cụm từ và câu Latin nên một số đoạn trở thành khó hiểu thêm. Tiếp theo, đúng như Levi Stokes nhận định, do tư tưởng của Maus quá xúc tích nên trở thành khó hiểu, và nhiều trang lộn xộn của ông còn có cái gì của bản nháp trong đó nằm kề nhau một cách lạ lùng các ghi chú thiếu chính xác và bị nén ép trong một lô các chú thích phê bình đè bẹp văn bản. Chẳng những thế, lối tiếp cận vòng vo của ông thường làm độc giả lạc đường nói gọn lại là luận về biếu tặng có nhiều câu và nhiều đoạn rất khó hiểu thế mà nếu không hiểu đúng ý của tác giả thì chắc chắn sẽ dịch sai do đó tôi đã càng mất thêm thì giờ đọc đi đọc lại và nghiền ngẫm thậm chí đôi khi phải tham khảo ý kiến của vài nhà dân tộc học pháp đồng sự thú thật kể cả khi sửa lại lần chót tôi vẫn thấy còn vài chi tiết chưa giải quyết thỏa đáng nhưng cũng đành chịu vì không thể cầu toàn và kéo dài thêm vài năm nữa. Khó khăn cuối cùng là Mouse dùng một số từ với nghĩa mới mà ông tạo ra cho chúng. Tôi cũng đã mất khá nhiều công sức để tìm hoặc tạo ra các từ tiếng Việt tương đương. Chẳng hạn như từ Restation mà ông dùng không những để chỉ các phục vụ, dịch vụ mà cả sự biếu tặng những đồ vật, phẩm tước, chức vụ, đặc quyền. Lúc đầu, tôi dịch thành phục vụ như bản dịch của W. D. Holt. Còn Ian Cognition thì giữ nguyên từ Retation. Nhưng sao thấy không ổn nên đành dùng từ cung ứng, dường như có nghĩa rộng hơn phục vụ. Về từ Conchodon, tôi đã tạm tạo ra từ đáp tặng để dịch. Theo mô hình của các từ hán Việt, đáp bái, đáp lễ. Tôi cũng đặt ra một số từ chưa hẳn đã thỏa đáng. Giảng quy, tác định, lý năng, trí trạng, minh nhiên, hiền minh, bố trí vật chất, vân vân. Dù tôi đã rất nỗ lực, nhưng do hiểu biết giới hạn, bản dịch này chắc chắn còn nhiều thiếu sót sai lầm. Rất mong thính giả ơn cần chỉ giáo để tôi sửa chữa trong lần tái bản, nếu có. Để kết thúc, tôi xin cảm ơn ông Chu Hảo và nhà xuất bản tri thức đã tạo điều kiện cho tôi dịch luận về biếu tặng và đã kiên nhẫn chờ tôi hoàn thành bản dịch kéo dài đến hơn 2 năm cô hoàng thanh thủy đã đảm nhận việc biên tập bản thảo anh bùi văn nam sơn đã dịch hoặc xem lại cách dịch các tên sách bằng tiếng đức anh nguyễn nghị đã góp ý kiến về một số từ latin và bà nicole hansperke đã dịch giúp các tựa đề bằng tiếng hà lan cuối cùng tôi xin cảm ơn nelly Krowonski đã chịu đựng sự bật bội chán nản của tôi những khi gặp khó khăn trong việc dịch đã góp ý kiến về một số cách diễn đạt quá đặc biệt của tiếng Pháp và nhất là đã tham gia làm các thư mục. Paris, ngày 6 tháng 4 năm 2011 Dẫn nhập vào sự nghiệp nghiên cứu của Marcel Mauss Tác giả Claude Lévi-Stolz Mời bạn xem phần chú giải từ vựng để đính kèm trên ứng dụng. Ít có những giảng dạy nào vừa bí hiểm và vừa ít ỏi, mà lại có một ảnh hưởng sâu sắc như của Marcel Mauss. Tư tưởng của ông mà chính sự xúc tích làm cho trở thành khó hiểu, nhưng lại được nhiều tia chớp xuyên qua. Các lối tiếp cận vòng vo của ông dường như làm lạc đường đúng ngay vào lúc chúng chỉ ra lộ trình ít chờ đợi nhất, nhưng lại dẫn đến cốt lõi của các vấn đề chỉ những ai đã quen biết và đã nghe ông nói mới đánh giá trọn vẹn sức sáng tạo dồi dào của chúng và mới có thể tổng kết được món nợ của họ đối với ông chỉ cần nhắc lại rằng ảnh hưởng của maus không phải chỉ giới hạn trong các nhà dân tộc chí mà không người nào còn có thể nói rằng mình thoát khỏi ảnh hưởng đó mà còn tác động đến các nhà ngữ học tâm lý học sử học về tôn giáo và các nhà đông phương học Đến mức trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, cả một nhóm nhà nghiên cứu Pháp nổi tiếng, vì lẽ này hay lẽ khác, thọ ân ông đã định hướng cho họ. Đối những người khác, sự nghiệp trước tác của ông là quá tản mát và thường rất khó tiếp cận. Do tình cờ được gặp hay được đọc ông, nhiều người còn giữ được những âm vang lâu bền. Ta nhận ra vài âm vang như thế nơi Radcliffe Brown, Malinowski, Evans Richard, Foot, Hercurvis, Lloyd Warner, Redfield, Glockhorn, Elkin, Held và nhiều người khác. Nói chung, họ đã chịu ảnh hưởng tác phẩm và tư tưởng của Mouse thông qua các đồng nghiệp và môn đệ tiếp xúc đều đặn hay thỉnh thoảng với ông hơn là trực tiếp nghe ông nói hay đọc các bài viết của ông. Một La Mã Trước hết, Người ta kinh ngạc vì cái có thể gọi là tính hiện đại của tư tưởng Maus. Ý tưởng về cái chết đưa độc giả vào cốt lõi của các mối quan tâm mà y học được gọi là tâm thể đã nói đến rất nhiều chỉ từ vài năm gần đây thôi. Đã đành các công trình nghiên cứu mà Cannon đã dựa trên đó để giải thích bằng sinh lý học các sự rối loạn mà ông ta gọi là điều bình, tức là tiến trình sinh lý tạo điều kiện cho sự duy trì trạng thái thăng bằng bên trong cơ thể sinh vật đều được thực hiện vào thời Thế chiến thứ nhất. Nhưng chính gần đây thôi, nhà sinh học nổi tiếng này trong lý thuyết của mình mới hiểu được các hiện tượng đặc thù này dường như đã lập tức cho thấy quan hệ giữa yếu tố sinh lý và yếu tố xã hội mà Mauss đã lưu ý ngay từ năm 1926. Dĩ nhiên, không phải vì ông đã khám phá ra chúng, mà như là một trong những người đầu tiên nhấn mạnh đến sự đích thực sự tổng quát và nhất là tầm quan trọng phi thường của chúng đối với việc giải thích các mối quan hệ giữa cá nhân và nhóm sự bận tâm đến mối quan hệ giữa nhóm và cá nhân cũng ngự trị trên ngành dân tộc học đương đại và gợi ý cho tham luận về các kỹ thuật của thân xác khi khẳng định giá trị mấu chốt đối với các khoa học xã hội của một nghiên cứu về cách mà mỗi xã hội bắt cá nhân phải sử dụng thân thể của mình theo một cách nhất định Maus báo trước các quan tâm hiện nay của trường phái nhân học Mỹ như chúng được thể hiện trong các công trình nghiên cứu của Ruth, Benedict, Margaret Mead và của phần lớn các nhà dân tộc học Mỹ thuộc thế hệ trẻ. Chính qua sự trung gian của giáo dục về các nhu cầu và các sinh hoạt của thân thể mà cấu trúc xã hội ghi dấu ấn của nó trên các cá nhân. Người ta tập luyện cho trẻ con, chế ngự các phản xạ. Người ta ức chế những sợ hãi người ta tuyển chọn những hình phạt cấm túc và những động tác để tìm kiếm cái xã hội được phóng lên trên cái cá nhân cần phải lục lọi vào tận đáy sâu của các tập tục và của các cách ứng xử trong lĩnh vực này không có cái gì là tầm phào không có lý do và vô bổ cả ông còn viết sự giáo dục trẻ con là đề những cái mà người ta gọi là những chi tiết nhưng lại rất chính yếu vô số chi tiết không được nhận thấy, nhưng phải tuân thủ, cấu thành môn thể dục của mọi lứa tuổi và của cả nam lẫn nữ. Không những Mao thiết lập như thế, chương trình làm việc chủ yếu được ngành dân tộc chí áp dụng trong 10 năm qua, từ những năm 1940, mà đồng thời ông còn thấy được hậu quả có ý nghĩa nhất của định hướng mới này, tức là sự tiến gần lại với nhau của ngành dân tộc học và ngành phân tâm học Đối với một người được đào tạo về trí tuệ và đạo đức theo triết học Kant mới, vốn rất rụt rè về tính dục và từng người trị trong các đại học Pháp vào cuối thế kỷ 19, phải can đảm và sáng suốt lắm mới dám khám phá, như ông đã làm. Các trạng thái tâm lý đã mất đi của thời thơ ấu của chúng ta, sản phẩm của các tiếp xúc của các bộ phận sinh dục và của da thịt. Và mới dám nhận ra rằng mình đã rơi vào ngay giữa môn phân tâm học, chắc có cơ sở khá vững chắc nơi đây. Chính vì thế mà ông đã thấy được rất rõ tầm quan trọng của thời điểm và các thể thức bỏ bú và của cách mà đứa bé sơ sinh được nuôi dưỡng. Moss đoán thấy ngay cả là nên sắp loại các nhóm người thành những người có dùng nuôi và những người không dùng nuôi. Chỉ cần kể ra các tên và các nghiên cứu của Margaret Mead, Ruth Benedict Cora Dubois, Bois, Clyde Layton, Leighton, Erickson, Davis, Henry, vân vân Cũng đủ để thấy được sự mới mẻ của các luận điểm trên đây được trình bày vào năm 1934, tức là năm mà cuốn Các mẫu hình văn hóa được xuất bản. Với cách đặt vấn đề còn cách rất xa so với Maus và vào thời điểm mà Margaret Mead đang soạn thảo trên thực địa ở New Guinea một lý thuyết gần giống với lý thuyết của Mauss. Như ta biết, lý thuyết của Met sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Về hai phương diện khác nhau, Mauss đi trước tất cả các triển khai về sau. Khi mở ra cho các nghiên cứu dân tộc học một lĩnh vực mới, tức lĩnh vực các kỹ thuật của thân thể, ông không tự giới hạn vào việc nhận ra tác động của các nghiên cứu thuộc loại này đối với vấn đề hội nhập văn hóa. Ông còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng nội tại của chúng, thế mà về mặt này, vào thời đó chưa làm được gì cả, hoặc gần như thế. Từ 10 hay 15 năm nay, các nhà dân tộc học đã chịu quan tâm đến vài bộ môn luyện tập thân thể, nhưng chỉ trong chừng mực mà họ hy vọng nhờ thế làm sáng tỏ các cơ chế, thông qua đó nhóm uống nắng các cá nhân đúng theo hình ảnh của nhóm. Thật ra, chưa ai từng làm công việc rất lớn này mà Mouse nhấn mạnh đến sự cấp thiết, đó là lập bản kiểm kê và miêu tả tất cả các cách mà con người đã và vẫn tiếp tục sử dụng thân thể của mình trong lịch sử và nhất là trên khắp thế giới chúng ta sưu tập các sản phẩm của kỹ xảo con người chúng ta thu thập những văn bản viết hay truyền khẩu nhưng chúng ta vẫn tiếp tục không biết đến vô số khả năng rất đa dạng mà thân thể con người có được thế mà mọi người đều có thân thể chúng ta tiếp tục không biết đến chúng ngoại trừ các khả năng luôn cục bộ và giới hạn mà văn hóa đặc thù của chúng ta bắt phải có thế mà mọi nhà dân tộc học đã làm việc trên thực địa đều biết rằng các khả năng đó thay đổi tùy theo các nhóm đến mức làm ta ngạc nhiên các ngưỡng kích thích các giới hạn của khả năng chịu đựng là khác nhau trong mỗi nền văn hóa nỗ lực không thực hiện được sự đau đớn không chịu nổi khoái lạc tuyệt vời tùy thuộc vào các đặc thù cá nhân ít hơn là vào các tiêu chuẩn mà tập thể chấp thuận hay không chấp thuận. Mỗi kỹ thuật, mỗi ứng xử do truyền thống lưu lại được đặt trên một số đồng vận của thần kinh và bắp thịt tạo thành các hệ thống thực sự gắn liền với cả một bối cảnh xã hội học. Điều đó đúng cho các kỹ thuật giản đơn nhất như làm ra lửa bằng cách cọ sát hay đẽo dụng cụ bằng đá bằng cách làm nứt và điều đó lại càng đúng hơn nữa cho các hệ thống lớn vừa có tính xã hội vừa liên quan đến thân xác như các môn thể dục khác nhau kể cả thể dục của Trung Quốc rất khác với thể dục của phương Tây và thể dục nội tạng của người Maori cổ mà chúng ta gần như chẳng biết gì cả hay các kỹ thuật thở của Trung Quốc và Ấn Độ hay cả các tập luyện của nghề siết tất cả các kỹ thuật đó tạo thành di sản rất xưa của văn hóa chúng ta mà chúng ta giao sự bảo tồn cho sự tình cờ của các thiên hướng cá nhân và của các truyền thống gia đình. Thế mà việc biết được các thể thức sử dụng thân thể con người có lẽ là đặc biệt cần thiết cho một thời đại, trong đó sự phát triển các phương tiện cơ giới mà con người sử dụng có xu hướng khiến nó không luyện tập và sử dụng các phương tiện thân xác. Ngoài trừ trong lĩnh vực thể thao, tuy quan trọng nhưng chỉ là một bộ phận của các ứng xử mà Maus chú ý tới chẳng những thế thể thao còn biến thiên tùy theo các nhóm ta có thể mong rằng một tổ chức quốc tế như unesco nên gắn bó với việc thực hiện chương trình mà maus đã vạch ra trong tham luận này việc lập ra những kho tư liệu lưu trữ về các kỹ thuật của thân thể kiểm kê tất cả các khả năng của thân thể con người và các phương pháp học và luyện tập được dùng để dựng lên mỗi kỹ thuật có lẽ sẽ là một công trình thật sự mang tính quốc tế bởi vì trong thế giới không có một nhóm người nào có thể đem đến một đóng góp độc đáo vào công trình này và hơn thế nữa đó là một di sản chung mà toàn thể nhân loại có thể sử dụng giá trị thực tiễn của di sản này có nguồn gốc cách đây hàng mấy nghìn năm vẫn và sẽ luôn còn tính thời sự và việc nó có thể được sử dụng ở khắp nơi có lẽ sẽ làm cho tốt hơn các phương tiện khác bởi vì dưới dạng các trải nghiệm được sống thực mỗi người cảm nhận được sự đoàn kết vừa có tính trí thức vừa có tính thể lực gắn liền anh ta với toàn thể loài người do đó công trình này chắc rất có khả năng chống lại các thành kiến về chủng tộc bởi vì để phản bác các quan niệm phân biệt chủng tộc muốn thấy trong con người sản phẩm của thân xác anh ta ta có thể chỉ ra rằng chính con người ở khắp nơi và trong mọi thời đại đã biết biến thân thể của mình thành một sản phẩm của các kỹ thuật và các biểu trưng của nó. Nhưng không phải chỉ có những lý do đạo đức và thực tiễn tiếp tục binh vực cho công trình nói trên, nó còn có thể đem đến các thông tin vô cùng phong phú về những cuộc di dân, những tiếp xúc văn hóa hay những vay mượn vào một thời rất xưa mà những tác động có vẻ không quan trọng được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và được chính sự không quan trọng của chúng bảo vệ thường cung cấp những chứng cứ tốt hơn các di chỉ khảo cổ học và các công trình điêu khắc. Vị trí của bàn tay khi đi tiểu, sự ưa thích rửa tay trong nước chảy hay trong nước động, vẫn còn trong thói quen đóng hay để mở lỗ thoát nước của lavabo khi rửa tay, vân vân Là một số ví dụ cho một khảo cổ học về các thói quen của thân thể có thể cung cấp ở châu Âu hiện đại và nhất là ở những nơi khác cho sử gia về văn hóa các tri thức cũng quý giá như tiền sử học và ngữ văn học mao thích nhận ra các giới hạn của sự bành trướng của người Celtic trong hình dạng của bánh mì mà các tiệm bày bán không ai hơn ông trong việc có thể cảm nhận sự liên kết giữa quá khứ và hiện tại khắc sâu trong các tập tục giản dị và cụ thể nhất của chúng ta nhưng khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cái chết do ma thuật hay của các kỹ thuật của thân thể ông cũng nghĩ đến việc thiết lập một loại hình liên đới khác cung cấp chủ đề chính cho tham luận các quan hệ thực sự và thực tiễn giữa tâm lý học và xã hội học trong tất cả các trường hợp này ta đứng trước một loại sự kiện cần phải nghiên cứu rất nhanh các sự kiện trong đó bản chất xã hội tiếp xúc rất trực tiếp với bản chất sinh học của con người đó chính là những sự kiện có giá trị đặc biệt cho phép tấn công vào vấn đề về các quan hệ giữa xã hội học và tâm lý học Chính Ruth Benedict đã dạy cho các nhà dân tộc học và tâm lý học đương đại là có thể miêu tả các sự kiện mà nhiều người quan tâm miêu tả trong một ngôn ngữ chung mượn của tâm bệnh học. Điều này tự nó là một sự bí ẩn. Trước đó 10 năm, Maus đã nhận thấy điều đó với sự sáng suốt có tính tiên tri cao đến mức ta có thể cho rằng tình trạng trong đó các ngành khoa học về con người ở Pháp bị bỏ rơi là do lĩnh vực bao la mà lối vào đã được Mose phát hiện và mở ra đã không được khai thác ngay. Thật vậy, ngay từ năm 1924, khi trao đổi với các nhà tâm lý học và định nghĩa đời sống xã hội như là thế giới của các quan hệ biểu tượng, Mose nói với họ rằng, trong khi quý vị họa hoàng lắm mới nắm bắt được các trường hợp có ý nghĩa biểu tượng này và thường là trong các loạt sự kiện không bình thường thì chúng tôi thường xuyên nắm bắt được rất nhiều trường hợp và trong những loạt rất lớn các sự kiện bình thường. Tất cả luận điểm của các mẫu hình văn hóa đã được đoán trước trong câu nói này mà tác giả của các mẫu hình văn hóa chắc chắn không biết. Và đó là điều đáng tiếc. Bởi vì nếu Ruth Benedict và trường phái của bà đã biết câu nói của Mouse, thì chắc họ đã có thể bảo vệ lý thuyết của mình một cách dễ dàng chống lại những chê trách mà đôi khi đúng là họ phải chấp nhận. Khi chú tâm đến việc định nghĩa một hệ thống tương liên giữa văn hóa của nhóm và tâm lý cá nhân, trường phái tâm lý xã hội học Mỹ quả nhiên có nguy cơ tự giam mình trong một vòng tròn. Nó tìm tới phân tâm học để nhờ môn này chỉ ra các sự can thiệp cơ bản, biểu hiện của văn hóa nhóm, quy định những thái độ cá nhân bền vững. Ngay từ lúc đó, các nhà dân tộc học và phân tâm học đã bị kéo vào trong một cuộc thảo luận dai dẳng về vị trí hàng đầu của yếu tố tâm lý hay yếu tố xã hội phải chăng một xã hội có được các tính cách định chế của nó là từ các thể thức đặc thù của nhân cách của các thành viên của nó hay phải chăng nhân cách này được giải thích bằng vài khía cạnh của sự giáo dục vào thời thơ ấu bản thân các khía cạnh đó là những hiện tượng thuộc trình tự văn hóa cuộc tranh luận này không có lối ra trừ phi người ta thấy được rằng hai cấp độ đó cái này đối với cái kia không ở trong một quan hệ nhân quả cho dù người ta quy cho mỗi cái vị trí nào nhưng phải thấy rằng sự biểu hiện tâm lý chỉ là sự thể hiện trên bình diện tâm lý cá nhân một cấu trúc thực chất có tính xã hội học vả lại đó chính là điều mà margaret mead nhấn mạnh rất đúng lúc trong một xuất bản gần đây khi bà chỉ ra rằng các trắc nghiệm của Rothschild được áp dụng nơi dân bản địa chỉ cung cấp cho nhà dân tộc học những điều mà thật ra ông ta đã biết nhờ những phương pháp điều tra thuần túy dân tộc học mặc dù chúng có thể cung cấp một sự thể hiện tâm lý hữu ích nhưng kết quả được xác định một cách độc lập chính sự phụ thuộc của cái tâm lý vào cái xã hội học mà maus đưa ra ánh sáng một cách hữu ích đã đành Ruth Benedict không bao giờ có tham vọng đưa các loại hình văn hóa vào các rối loạn tâm bệnh học và càng không có ý định giải thích chúng bằng các rối loạn này. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng thiếu thận trọng khi dùng một thuật ngữ tâm thần học để nêu rõ đặc tính của những hiện tượng xã hội, trong khi quan hệ thật sự đúng ra nên được thiết lập trong hướng ngược lại. Chính do bản chất của xã hội mà nó tự thể hiện qua biểu tượng trong các tập tục và định chế của nó trái lại các ứng xử cá nhân bình thường tự chúng không bao giờ có tính biểu tượng chúng là các yếu tố từ đó một hệ thống biểu tượng chỉ có thể là tập thể tự xây dựng chỉ những ứng xử bất bình thường bởi vì bị phi xã hội hóa và có thể gọi là bị phải tự đảm nhận lấy chính mình mới thực hiện được trên bình diện cá nhân ảo tưởng về một hệ biểu tượng độc lập nói khác đi các ứng xử cá nhân bất bình thường trong một nhóm xã hội nào đó đạt đến hệ biểu tượng nhưng ở một mức độ thấp và nếu ta có thể nói trong một cấp độ quan trọng khác và thực sự hoàn toàn không thể so sánh với cấp độ quan trọng trong đó nhóm tự thể hiện do đó vì một mặt có tính biểu tượng và mặt kia theo định nghĩa thể hiện một hệ thống khác với hệ thống của nhóm các ứng xử tâm bệnh học cá nhân dĩ nhiên và nhất thiết phải cung cấp cho xã hội một thứ tương đương bị giảm đi đến hai lần bởi vì vừa là cá nhân và vừa là bệnh tật của các hệ biểu tượng khác với hệ biểu tượng của chính nó nhưng vẫn mơ hồ gợi ra các hình thức bình thường và được thực hiện ở mức độ tập thể ta có thể còn đi xa hơn nữa lĩnh vực của cái bệnh tật không bao giờ lẫn lộn với lĩnh vực của cái cá nhân vì các loại hình khác nhau của các rối loạn được sắp xếp thành nhiều loại chấp nhận một sự xếp loại và vì các hình thức chiếm ưu thế biến đổi tùy theo các xã hội và tùy theo thời điểm lịch sử của cùng một xã hội sự giảng quy cái xã hội vào cái tâm lý mà vài người đã thử làm qua trung gian của tâm bệnh học có lẽ còn là một ảo tưởng lớn hơn cả những gì mà chúng ta đã chấp nhận cho đến bây giờ nếu người ta phải thừa nhận rằng Mỗi xã hội có các hình thái rối loạn tâm thần đặc thù của nó và các rối loạn tâm thần đó ít hơn so với các hình thức bình thường. Không biến thiên theo một trình tự tập thể chịu sự tác động của chính sự ngoại lệ. Trong luận văn của Mauss về ma thuật mà chúng tôi sẽ trở lại ở dưới đây, cần phải xét đến ngày nó được viết để có thể xét đoán với sự công bằng. Mauss ghi rằng, nếu sự giả vờ của nhà ma thuật là cùng cấp độ với sự giả vờ mà ta nhận thấy trong các trạng thái rối loạn thần kinh thì cũng không kém phần đúng là các loại người trong đó các thầy phù thủy được tuyển chọn tức những người tàn tật hôn mê xuất thần thường bị kích động và diễn trò rong thật ra hình thành các giai cấp xã hội và ông viết thêm điều tạo cho họ những tính năng ma thuật không phải là tính cách thể lực cá nhân của họ cũng như thái độ của xã hội đối với tất cả bọn họ. Như vậy, ông đặt ra một vấn đề mà ông không giải quyết, nhưng chúng ta có thể thử thám sát sau ông. So sánh người Saman đang lên đồng, hay người đóng vai trò chủ chốt trong một buổi hầu bóng với một người bị rối loạn thần kinh là điều dễ làm. Chính chúng tôi cũng đã làm như thế, và sự so sánh là chính đáng, theo nghĩa là trong hai loại hình trạng thái, có sự can thiệp thật sự của những yếu tố chung Tuy nhiên, rõ ràng có những giới hạn. Trước hết, các nhà tâm bệnh học của chúng ta, khi bị đặt trước các tư liệu điện ảnh liên quan đến các điệu múa lên đồng, tuyên bố là không có khả năng quy các ứng xử đó vào bất cứ hình thức rối loạn tâm thần nào mà họ đã từng quan sát. Mặt khác, và nhất là các nhà dân tộc chí tiếp xúc với những nhà phù thủy hay với những người thường lên đồng, hay đôi khi lên đồng, cho rằng không thể xem các cá nhân đó như là những người bệnh bình thường về mọi phương diện khi họ không ở vào các trường hợp được xác định rõ về mặt xã hội trong đó họ lên đồng trong những xã hội có các buổi lên đồng sự lên đồng là một ứng xử mà mọi người đều có thể làm các thể thức của nó được truyền thống ấn định giá trị của nó được sự tham gia tập thể thừa nhận nhân danh cái gì mà ta có thể khẳng định rằng những cá nhân tương ứng với mức trung bình trong nhóm của họ có tất cả các phương tiện trí thức và thể lực trong các hoạt động của đời sống hàng ngày. Và đột xuất có một ứng xử có ý nghĩa và được tán đồng. Có lẽ phải bị xem như là những người không bình thường. Sự mâu thuẫn mà chúng tôi vừa nêu ra có thể được giải quyết bằng hai cách khác nhau. Hoặc các ứng xử được miêu tả dưới tên lên đồng và nhập đồng. Hoàn toàn không giống với các ứng xử mà trong xã hội của chính chúng ta, chúng ta gọi là tâm bệnh hoặc người ta có thể xem chúng như cùng loại hình và khi đó chính sự nối kết với các trạng thái bệnh tật phải được xem như là ngẫu nhiên và như là kết quả của một hoàn cảnh đặc thù của xã hội trong đó chúng ta đang sống trong trường hợp này ta có lẽ đứng trước một thế phải chọn lựa khác hoặc những cái bị gọi sai là bệnh tâm thần thật ra không ăn nhập gì với y khoa phải được xem như là những tác động xã hội học trên ứng xử của các cá nhân mà lịch sử và thể trạng của họ đã tách họ ra khỏi nhóm hoặc ta nhận ra nơi những người bệnh này sự hiện diện của một trạng thái thật sự bệnh tật nhưng có gốc gác sinh lý học và có lẽ chỉ tạo ra một địa hạt thuận lợi hay nếu ta muốn làm cho nhạy cảm đối với vài ứng xử biểu tượng có lẽ sẽ tiếp tục chỉ lệ thuộc vào sự giải thích xã hội học chúng ta không cần mở ra một cuộc tranh luận tương tự nếu sự chọn lựa giữa hai khả năng đã được nhanh chóng nêu ra chính chỉ để chứng tỏ rằng có thể lập ra một lý thuyết thuần túy xã hội học về các rối loạn tâm thần hay về những cái mà chúng ta xem như thế mà không sợ một ngày nào đó sẽ thấy các nhà sinh lý học phát hiện một chất nền sinh hóa học của các bệnh rối loạn tâm thần ngay cả trong giả thuyết này lý thuyết có lẽ vẫn còn giá trị và việc nghĩ ra kết cấu của nó là tương đối dễ mọi nền văn hóa có thể được xem như là một tổng thể các hệ thống biểu tượng mà ở vào hàng đầu là ngôn ngữ các quy tắc hôn nhân các quan hệ kinh tế nghệ thuật khoa học tôn giáo tất cả các hệ thống đó nhắm đến sự thể hiện một số mặt của thực tại thể xác và thực tại xã hội và hơn thế nữa thể hiện các quan hệ mà hai loại hình thực tại đó và bản thân các hệ thống biểu tượng có với nhau việc chúng chẳng bao giờ có thể đạt đến điều đó một cách hoàn toàn thỏa đáng và nhất là một cách tương đương trước hết là do các điều kiện vận hành thích hợp cho mỗi hệ thống chúng vẫn luôn luôn không thể so sánh với nhau và tiếp theo là do lịch sử đưa vào trong các hệ thống các yếu tố ngoại lai làm cho xã hội này trượt sang xã hội khác và tạo ra những sự chênh lệch trong nhịp tiến hóa tương đối của mỗi hệ thống đặc thù vậy thì vì lẽ một xã hội luôn ở trong thời gian và không gian do đó phải chịu sự tác động của các xã hội khác và của các trạng thái trước đó của sự phát triển của chính nó cũng vì một lẽ nữa là ngay cả trong một xã hội lý thuyết mà ta có thể tưởng tượng ra là không có quan hệ với bất cứ xã hội nào khác và không lệ thuộc vào quá khứ của chính nó các hệ thống biểu tượng khác nhau mà toàn thể tạo nên văn hóa hay văn minh có thể không bị giảng quy vào giữa chúng với nhau. Do việc thể hiện một hệ thống trong một hệ thống khác bị điều kiện hóa bởi sự đưa vào các hằng số, vốn là các giá trị phi lý tính. Kết quả là không bao giờ một xã hội có thể hoàn toàn có tính biểu tượng. Hay đúng hơn, kết quả là nó không bao giờ cung cấp cho tất cả các thành viên của nó và ở cùng cấp độ, phương tiện để tự sử dụng trọn vẹn vào việc xây dựng một cấu trúc biểu tượng đối với tư duy bình thường cấu trúc này chỉ có thể được thực hiện trên bình diện của đời sống xã hội bởi vì nói cho thật chính xác chính kẻ mà chúng ta gọi là lành mạnh về tinh thần bị tha hóa vì rằng kẻ đó chịu tồn tại trong một thế giới chỉ được định nghĩa bởi quan hệ của mình với tha nhân sức khỏe của tinh thần cá nhân bao hàm sự tham gia vào đời sống xã hội cũng như sự từ chối tham gia vào đời sống xã hội nhưng còn tùy theo những thể thức mà nó cưỡng đặt tương ứng với sự xuất hiện của các rối loạn tâm thần vậy thì bất cứ một xã hội nào đều có thể so sánh với một vũ trụ trong đó chỉ những khối lượng rời mới có thể được cấu trúc hóa cao độ vậy thì trong mọi xã hội có lẽ không thể tránh khỏi việc một tỷ lệ hơn nữa thường biến thiên các cá nhân bị đặt ra ngoài hệ thống hay ở giữa hai hay nhiều hệ thống có bản chất riêng Đối với những người đó, nhóm yêu cầu và ngay cả bắt buộc phải thể hiện một số hình thức thỏa hiệp không thực hiện được trên bệnh viện tập thể, phải giả vờ thực hiện các sự chuyển tiếp tưởng tượng, phải thể hiện các tổng hợp xung khắc với nhau. Trong tất cả các ứng xử có vẻ lệch lạc này, những người bệnh chỉ sao lại một trạng thái của nhóm và làm hiện rõ một xu hướng vốn có nào đó của nhóm. Vị trí ngoại vi của họ so với một hệ thống cục bộ không cấm cản rằng cũng như hệ thống này, họ là thành phần của hệ thống toàn bộ. Đúng hơn, nếu họ không phải là các chứng nhân dễ bảo, hệ thống toàn bộ có thể sẽ tan rã trong các hệ thống cục bộ của nó. Do đó, ta có thể nói rằng, đối với mỗi xã hội, quan hệ giữa các ứng xử bình thường và các ứng xử đặc biệt là bổ sung cho nhau. Điều đó là hiển nhiên trong trường hợp của đạo Saman và của Lên Đồng nhưng có lẽ điều đó cũng đúng cho các ứng xử mà xã hội của chúng ta từ chối tập hợp và chính đáng hóa thành các thiên hướng trong khi vẫn không từ bỏ mối quan tâm thực hiện một sự tương đương về thống kê đối với các cá nhân nhạy cảm với các mâu thuẫn và các khiếm khuyết của cấu trúc xã hội dù là vì những lý do lịch sử tâm lý học xã hội học hay sinh lý học đều không quan trọng gì cả chúng ta thấy rõ như thế nào và tại sao một thầy phù thủy là một yếu tố của sự thăng bằng xã hội chúng ta cũng có cùng nhận xét về các điệu múa hay các buổi lễ lên đùng nhưng nếu giả thuyết của chúng ta là đúng thì có lẽ các hình thức rối loạn tâm thần đặc trưng của mỗi xã hội và tỷ lệ các cá nhân bị rối loạn tinh thần sẽ là yếu tố cấu thành loại hình thăng bằng đặc thù thích hợp cho xã hội đó trong một nghiên cứu đáng chú ý gần đây sau khi đã nhận xét rằng trong cuộc sống hàng ngày không một saman nào là người không bình thường bị rối loạn thần kinh hay hoang tưởng nếu không thế ông ta có lẽ bị xem như là người điên chứ không phải như là một saman nadev vẫn cho rằng có một quan hệ giữa các rối loạn bệnh tật và các ứng xử saman nhưng quan hệ đó nằm trong sự xem các ứng xử saman như là các rối loạn bệnh tật ít hơn là nằm trong sự cần thiết phải định nghĩa các rối loạn bệnh tật dựa theo các ứng xử saman chính xác hơn bởi vì các ứng xử summon là bình thường nên kết quả là trong các xã hội có summon một số ứng xử có thể bị xem như là bệnh tật và thực sự chúng là như thế vẫn được xem là bình thường một nghiên cứu so sánh các nhóm có summon và không có summon trong một khu vực địa lý giới hạn cho thấy rằng đạo summon có thể đóng hai vai trò đối với những người có thiên hướng dễ mắc bệnh mất thăng bằng về tâm lý một mặt nó khai thác các thiên hướng đó nhưng mặt khác nó dồn chúng về một hướng và ổn định chúng quả thực dường như dưới ảnh hưởng của việc tiếp xúc với văn minh các bệnh rối loạn tâm thần và rối loạn thần kinh có xu hướng tăng thêm trong các nhóm không có đạo xa mên trong khi trong các xã hội khác chính bản thân đạo xa mên phát triển nhưng các rối loạn tâm thần thì không tăng thêm như vậy ta thấy rằng các nhà dân tộc học có ý muốn tách hoàn toàn một số nghi thức khỏi mọi bối cảnh tâm bệnh học đều thúc đẩy bởi một ý tốt nhưng có phần rụt rè. Sự giống nhau là rõ rệt và các quan hệ thậm chí có thể đo lường được. Điều đó không có nghĩa là các xã hội gọi là nguyên thủy được đặt dưới uy quyền của những người điên. Nhưng đúng hơn, nó có nghĩa là bản thân chúng ta xử lý như người mù các hiện tượng xã hội học, như thể chúng lệ thuộc bệnh lý học trong khi chúng chẳng ăn nhập gì với nó hay ít ra trong khi hai mặt đó phải được tách rời hoàn toàn với nhau thật ra nếu như moz khẳng định cái tâm thần và cái xã hội trộn lẫn với nhau thì trong các trường hợp có sự tiếp xúc trực tiếp giữa cái xã hội và cái sinh lý sẽ có sự phi lý khi áp dụng cho một trong hai cấp độ một khái niệm như khái niệm bệnh tật chỉ có nghĩa trong cái sinh lý khi chúng tôi thực hiện một cuộc du ngoạn mà một số người chắc sẽ cho là thiếu tận trọng đến các vùng xa xôi nhất của tư tưởng Maus và có lẽ thậm chí vượt qua các vùng đó nữa, chúng tôi đã chỉ muốn tỏ rõ sự phong phú và khả năng thúc đẩy sáng tạo dồi dào của những chủ đề mà ông cống hiến cho sự trầm tư của các độc giả hay các thính giả của ông. Về mặt này, Việc ông đòi hỏi phải xem hệ biểu tượng như là hoàn toàn thuộc phạm vi của các bộ môn xã hội học có thể, cũng như nơi Durkheim đã được trình bày một cách thiếu thận trọng, bởi vì trong tham luận về các quan hệ giữa tâm lý học và xã hội học, Maus vẫn tưởng có thể soạn ra một lý thuyết xã hội học về hệ biểu tượng, trong khi rõ ràng là phải tìm một nguồn gốc biểu tượng của xã hội. Càng từ chối thẩm quyền của tâm lý học trên mọi cấp độ của đời sống tâm thần, chúng ta sẽ càng phải thừa nhận tâm lý học như là khoa học cùng với sinh học có khả năng giải trình về nguồn gốc của các chức năng cơ bản. Cũng không kém phần rõ ràng là tất cả các ảo tưởng hiện nay gắn liền với khái niệm nhân cách phương thức hay tính dân tộc với các vòng luẩn quẩn phát xuất từ khái niệm này đều gắn liền với niềm tin rằng tự bản thân nó tính cá nhân có tính biểu tượng. Trong khi như Mouse đã báo cho chúng ta biết, và ngoài trừ các hiện tượng tâm bệnh học, tính cá nhân chỉ cung cấp nguyên liệu hay các yếu tố của một hệ biểu tượng như chúng ta đã thấy trên đây không bao giờ có thể được hoàn thành, ngay cả trên bệnh viện nhóm. Trên bệnh viện của cái bình thường cũng như của cái bệnh lý, sự nới rộng của các phương pháp và các cách làm của phân tâm học đến đời sống tâm lý cá nhân vì vậy không thể ấn định hình ảnh của cấu trúc xã hội. Nhờ một lối đi tắt kỳ diệu có thể cho phép dân tộc học tự tránh chính bản thân đời sống tâm lý cá nhân không phản ánh nhóm nó lại càng không tiền tạo nhóm ta sẽ chính đáng hóa rất đủ giá trị và tầm quan trọng của các nghiên cứu ngày nay đang tiến hành trong hướng này khi thừa nhận rằng tâm lý cá nhân bổ sung cho nhóm tính bổ sung này giữa đời sống tâm lý cá nhân và cấu trúc xã hội là nền tảng của sự hợp tác mà maus đòi hỏi được thực hiện giữa dân tộc học và tâm lý học nhưng sự hợp tác đó chỉ có giá trị nếu dân tộc học tiếp tục đòi để miêu tả và phân tích khách quan các tập tục và các định chế một vị trí mà sự đào sâu các tác động khách quan có thể củng cố nhưng không bao giờ có thể làm cho tâm lý học lùi xuống phía sau Bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.